tại tỉnh Cà Mau trên đường tuần tra tại khu vực phường 6 và phường 7. Tổ công tác thuộc Công an phường 7, thành phố Cà Mau phát hiện hai thanh niên đang điều khiển xe máy có nhiều nghi vấn. Khi phát hiện lực lượng, hai thanh niên này liền tăng tốc tháo chạy thì bị bắt giữ. Tiến hành khai thác nhanh, hai đối tượng khai tên Võ Tấn Thành và Nguyễn Minh Nghĩa, cùng ngụ thành phố Cà Mau, vừa đột nhập một phòng trọ trộm cắp được 8 đồng hồ đeo tay các loại, cùng nước hoa và nhẫn kim loại.